Đường chuyền của Công Phượng. Hồng Quang đánh đầu. Không vào. Thêm một cơ hội nữa. Những phương án tấn công khác nhau đang được cao thủ UEFA Việt Nam thực hiện. Lần này là một pha đánh đầu. Thủ môn của đội bạn đã phải rất xuất sắc trong tình huống này mới có thể cản phá được.